Năm 2022, tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện Văn Bàn là trên 206 tỷ đồng. Đến nay huyện đã giải ngân được hơn 170 tỷ đồng, đạt 82,6%. Riêng đối với các công trình giao thông, năm 2022, huyện Văn Bàn triển khai 126 công trình với tổng chiều dài gần 190 km, ưu tiên cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới và các xã vùng khó khăn. Đến nay huyện đã thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho 66 công trình với tổng chiều dài trên 73 km, tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng. Để việc giải ngân đúng kế hoạch, các phòng ban chuyên môn của huyện thường xuyên tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình, rà soát từng dự án, đề xuất kịp thời với Ủy ban Nhân dân huyện, đảm bảo thực hiện công tác giải ngân. Phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 sẽ đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao, trong đó có cả nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới.